Con là Phật tử tại gia nhưng con muốn tu xuất gia. Con tu theo pháp môn thiền Phật giáo Nguyên Thủy. Vậy con nên học những bài kinh nào? Bắt đầu từ những kinh nào? Thưa với quý vị đó, nói chung thì không có ai cấm mà quý vị tu tại gia hết. Hơn nữa cái chuyện mà chúng ta tu thì đó lại là một điều đáng để tán thán. Tuy nhiên á, muốn tu hành mà nó được đúng đắn, không có bị lạc lối, thì sư vẫn khuyên quý vị nên đến các cái trường thiền hoặc tham dự những khóa thiền. Nhưng mà sư ủng hộ cái chuyện đến cái trường thiền hơn. Tại vì khi đó, quý vị sẽ biết là một cái thời khóa mà tu hành á, trong một ngày chúng ta sẽ làm cái gì, giờ nào ăn, giờ nào thực hành đó, chúng ta sẽ biết. Và quý vị sẽ không có những bối rối như thế này, bởi vì khi quý vị tham dự những cái trường thiền, vào những cái trường thiền, quý vị sẽ biết hoặc ít nhất tối thiểu thì cũng tham dự những cái khóa tu dài ngày. Dài ngày ở đây là từ 7 ngày trở lên. Thì khi quý vị tham dự những khóa tu dài ngày như vậy đó, quý vị cũng biết được cái thời khóa sinh hoạt như thế nào, cái cách thức tu tập như thế nào. Rồi khi đó quý vị thực hành theo đi, rồi thắc mắc quý vị hỏi tiếp. Chứ còn bây giờ mình chưa biết cái gì hết, rồi cứ đâm đầu vào thì nó kẹt lắm ha. Đi bước đầu đi, rồi sau cái bước đầu đó sư sẽ hướng dẫn tiếp. Không biết về vấn đề này thì Đại Đức Tự Tường có ý kiến như thế nào? Dạ, kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị. Bản thân sư thì sư cũng đồng ý cái quan điểm của Đức Hạnh Tuệ. Ở đây thì vị này hỏi là con muốn tu theo xuất gia, con tu theo pháp môn thiền Phật giáo Nguyên Thủy. Ở đây vị này nhấn mạnh là cái nghiên cứu về thiền đó. Thưa vị thiền, thưa vị thì nên đọc những kinh nào, bắt đầu từ những kinh nào? Đầu tiên là cái vị này có cái sự mong mỏi và tìm hiểu thiền của Phật giáo Nguyên Thủy thì sư rất là tán thán, điều này rất là điều tốt. Tại thiền là để mình vun bồi cái phước trí tuệ mình, để mình sớm ngày chấm dứt sinh tử luân hồi, đó là một cái điều rất là đáng quý. Nhưng mà cái điều quan trọng là như vậy thưa vị. Bây giờ đặt ra câu hỏi là con muốn, tại vì con có cái lòng ham thích thiền quá, bây giờ con muốn con phải bỏ qua cái nghĩa là đại loại như là mình sơ lược á, nghĩa là sơ lược qua cái giai đoạn mà pháp học được không? Một mình có nghĩa là muốn thâm nhập thiền không? Thì giống như lời Đức Hạnh Tuệ đã nói với vị đó, thì quý vị để quý vị có cái sự tốt đẹp nhất thì quý vị nên tham gia một khóa thiền ngắn ngày. Thì trong một khóa thiền á thì quý vị bao gồm á, có được kiến thức Phật pháp căn bản lẫn kiến thức thiền căn bản, đó là cái điều rất là quan trọng thưa quý vị. Bởi vì á, sư thấy có một số vị á, bị vướng mắc ở chỗ này nè, là khi mà tu á, có cái lòng mong mỏi thiền á, rồi lại không có nghiên cứu kỹ về giáo lý căn bản, mà rồi cứ cắm đầu vô nói là địa thiền, nhưng mà rồi á lại không biết phân biệt được, không đủ khả năng phân biệt được đâu là thiền theo lời Phật dạy và đâu không phải là Phật dạy. Rồi chính vì không phân biệt được quý vị mà thực hành sai rồi dẫn đến những cái nguy hiểm đối với thân với tâm gì đó. Cho nên cái điều quan trọng nhất á, để mà tốt đẹp nhất á, là quý vị nên tham gia khóa thiền ngắn ngày mà Đức Hạnh Tuệ có ghi vị đó. Có nghĩa là ở đây Đức Hạnh Tuệ cũng có ghi vị là quý vị nên tham gia khóa thiền, tại vì Đức Hạnh Tuệ có lòng mở khóa thiền này nè và quý vị đến học, đó là điều rất là tốt. Còn ngoài ra mà vị này nói là nếu mà bị nói là con không có thời gian đến tham gia khóa thiền á, thì nên đọc những kinh nào thưa quý vị? Khoan hãy nói đọc kinh nào thưa quý vị? Quý vị phải có kiến thức căn bản rồi đó, kiến thức căn bản rồi quý vị mới phân biệt được đâu là lời dạy của tránh và lời dạy của ta. Quý vị hiểu không ạ? Cho nên trước khi kết thúc câu hỏi này, sư cũng xin nhấn mạnh quý vị đó, là để mà tốt đẹp nhất đó, là chúng đối với người không có thời gian thì để có lẫn kiến thức về pháp học căn bản và lẫn về kiến thức thiền căn bản của Giáo Nguyên Thủy, tốt nhất quý vị hãy cố gắng dành thời gian để tham gia khóa thiền. Còn nếu quý vị nói là không có thể, có nghĩa là mặc dù con rất là ham thích thiền nhưng mà không có đủ, không có thời gian đó, đủ thời gian, thì quý vị phải học giáo pháp những cái quyển mà căn bản giống như là Đức Phật, Phật pháp hay là giáo trình Phật học. Đó, quý vị phải đọc những cái khái niệm về Phật pháp căn bản. Quý vị hãy nghiên cứu về rõ về thiền. Nếu quý vị không có thời gian nữa nha. Đó, xin kết thúc cái câu trả lời này. Riêng sư thì sư thấy là nếu như mà quý vị không có thời gian thì mình không có tu tại gia được đâu. Quý vị nghĩ bây giờ nếu mình muốn tu tại gia thì mình phải có thời gian rảnh nhiều chứ thì mình mới tu tại gia được. Chứ còn mình cứ bận rộn mà lăng xăng thì cái đó là vẫn cứ sống đời tu sĩ. Tại vì cái tiêu chuẩn mà tu của các sư á, nó cao lắm, không giống như quý vị. Quý vị nhiều người họ nghĩ tu thì cứ sáng rồi rót ly trà rồi cứ ngồi liêm diêm như vậy là tu. Xin thưa không phải. Cái đời tu nó có nhiều chuyện để làm đó. Đó là cái lời khuyên của sư. Rồi chúng ta qua cái câu hỏi tiếp theo.